Tối ngày 21 tháng 1 nhằm 30 tháng Chạp, đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu tới thăm chúc Tết cán bộ, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên báo Sài Gòn Giải phóng. Đi cùng đoàn có các đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo ban ngành thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải chúc mừng báo Sài Gòn Giải phóng có những đổi mới góp phần quan trọng cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm vừa qua. Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức biểu dương thành tựu đáng ghi nhận của báo Sài Gòn Giải phóng trong năm 2022. Đồng chí Dương Anh Đức nhấn mạnh, báo Sài Gòn Giải phóng là tờ báo có nhiệm vụ hết sức quan trọng với người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Từ trước tới nay, đội ngũ ban biên tập, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên báo Sài Gòn Giải Phóng luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo đảng, nhà nước và thành phố Hồ Chí Minh giao phó. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức chúc ban biên tập, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên báo Sài Gòn Giải Phóng một năm quý mão an lành hạnh phúc. Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng Tăng Hữu Phong bày tỏ niềm vui và vinh dự được tiếp đón đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đến thăm các đơn vị trực chiến trong đêm giao thừa, trong đó có báo Sài Gòn Giải phóng. Đồng chí Tăng Hữu Phong cho biết, trong năm 2022, báo Sài Gòn Giải phóng nhận được nhiều sự hỗ trợ, quan tâm ủng hộ của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và các đơn vị trực thuộc Nhờ vậy, báo Sài Gòn Giải Phóng năm qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong đó, ban biên tập báo được bổ sung hai phó tổng biên tập để kiện toàn bộ máy. Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tập trung cải tiến, đổi mới từ hình thức tới nội dung tin bài. Qua đó đã được bạn đọc ghi nhận, đặc biệt cán bộ đảng viên đánh giá cao. Dù khó khăn, nhưng trong năm 2022, báo Sài Gòn Giải Phóng cũng đảm bảo được nguồn thu từ phát hành quảng cáo. Tổng biên tập Tăng Hữu Phong khẳng định, Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ tiếp tục thực hiện công tác cải tiến, nâng cao chất lượng và luôn ý thức tập trung giữ vững tôn chỉ mục đích, cố gắng cung cấp thông tin một cách tin cậy, chuẩn xác đến bạn đọc, khẳng định là tờ báo chính thống của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp xuân về, đồng chí Tăng Hữu Phong thay mặt cán bộ biên tập viên, phóng viên, công nhân viên báo Sài Gòn Giải phóng chúc lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cùng người dân ở thành phố và cả nước có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Tối cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cũng đến chúc Tết cán bộ phóng viên biên tập viên, nhân viên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV và đến thăm chúc Tết Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.